hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va chẳng thiếu điều tốt lành nào. Hallelujah! Vỗ tay lớn lên anh chị em ơi! Bởi vì Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng thật tốt thầy. Hallelujah! Ngài thật tốt thầy, hallelujah! Ngài thật tốt thầy, hallelujah! Ngài thật tốt thầy, thật tốt thầy cho con. Ngài xin giữ con, hallelujah! Ngài xin giữ con, hallelujah! Ngài xin giữ con thật vinh an cho con. Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho con. Ngài nhìn thiếu con, Ngài gìn giữ con, hallelujah! Ngài gìn giữ con, hallelujah! Ngài gìn giữ con thật vinh an cho con. Ngài thành tín, Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho con. Ngài gìn giữ, Ngài gìn giữ con, hallelujah! Ngài gìn giữ con, hallelujah! Ngài gìn giữ con thật vinh an cho con. Ngài thành tín, Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Hallelujah! Hãy cảm tạ Ngài, hãy chúc tụng danh thánh của Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành thay. Chẳng có ai tốt lành bằng Ngài, chẳng có ai tuyệt vời như Ngài. Ngài xứng đáng với mọi lời chúc tụng của chúng ta. Ngài xứng đáng với mọi lời ca tiếng hát tôn cao danh thánh của Ngài. Hallelujah! Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho con. Ngài xin giữ con, hallelujah! Ngài xin giữ con, hallelujah! Ngài xin giữ con thật vinh an cho con. Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, hallelujah! Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, hallelujah! Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, hallelujah! Ngài thật tốt thay, thật tốt thay cho con. Ngài nhìn dưới
con thật vinh an cho con. Ngài thành tín, Ngài thành tín thay, Alleluia. Ngài thành tín thay, Alleluia. Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Ngài thành tín, Ngài thành tín thay, Alleluia. Ngài thành tín thay, Alleluia. Ngài thành tín thay, nào có chi sai rời. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Ngài là Chúa, Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, Alleluia. Ngài là Chúa con, đời sống con dâng Ngài. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Nguyện mỗi đời sống của chúng ta đều tận hiến cho Chúa để vương quốc của Chúa được mở rộng trên đất. Nhiều người được cứu, nhiều người được chữa lành và nhiều người kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ngay trên đất này. Amen chị em. Hallelujah. Giờ này hãy giơ cao đôi tay anh chị em lên hướng về Ngài. Hãy nói với Chúa rằng con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Hãy nói với Ngài rằng chúng ta yêu Ngài. Hãy nói với Ngài rằng chúng ta cần Ngài. Hãy nói với Ngài rằng Ngài là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn luôn bên Ngài tại chính nơi thánh Ngài, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, nhận lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, nguyện lời Cha đẹp lòng. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn luôn bên Ngài tại chính nơi thánh Ngài, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng, nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng. Hallelujah. Suốt cuộc đời này tôn cao danh Chúa. Suốt cuộc đời này chúng ta
con chỉ muốn làm những điều ích lợi cho Ngài, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài về tình yêu quá lớn lao vĩ đại mà Ngài đã dành cho chúng con tại nơi thập tự giá, về từng giọt huyết báu mà Ngài đã đổ ra để cứu chúng con, về tất cả những điều tốt đẹp mà Ngài đã từng làm cho cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, ngoài Ngài ra chúng con không có phước nào khác. Ngoài Ngài ra chúng con không có đấng cứu rỗi nào khác. Ngoài Ngài ra chúng con không có đấng chữa lành nào khác. Chúng con tin cậy Ngài hoàn toàn, Chúa ơi. Chúng con yêu mến Ngài. Chúng con kính sợ Ngài. Chúng con muốn hết lòng thờ phượng Ngài. Và chúng con muốn hết lòng phục vụ Ngài. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua từng lời ca tiếng hát của chúng con. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua mỗi cuộc đời chúng con. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Xin muốn cha vui lòng những lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Xưa cuộc đời này lòng con khát khao, chỉ muốn cha vui lòng những lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài. Giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này, và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Đời này xưa cuộc đời này lòng con khát khao, chỉ muốn cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng. Suốt cuộc đời này xưa cuộc đời này lòng con khát khao, chỉ muốn cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chứng về
công việc tốt lành mà Đức Chúa Trời đã làm cho những con người tin và khao khát ở những nơi khác nhau. Trước hết là lời chứng của một người chị em của chúng ta ở quận 12. Người này đã gửi tin nhắn cho chúng tôi như thế này. Tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Mục sư ơi, thật sự lòng biết ơn của tôi đối với Chúa không biết lấy gì so sánh. Tối thứ tư tuần trước, tôi có nhờ mục sư cầu nguyện công bố sự chữa lành cho mẹ tôi. Trong khi mục sư đang cầu nguyện và công bố sự chữa lành, thì mẹ tôi nhận được sự chữa lành lập tức trong giờ đó luôn. Vì bà bị viêm xoang rất nặng và hôi luôn. Và cũng đưa vào bệnh viện thì bác sĩ cũng đưa thuốc về nhà nhỏ vào mũi. Nhưng mũ nó xuống tận cổ họng của bà, nên bà rất khó thở. Nhưng lúc mục sư công bố chữa lành, thì lập tức cục đờm xuống ngay lập tức. Cả nhà tôi cảm ơn lòng thương xót của Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho mục sư ân tứ và một vụ chữa lành cho nhiều người biết kêu cầu danh Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa không chỉ là những bệnh nhân tham gia trực tiếp chương trình của chúng ta kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên của Chúa, mà cả người nhà của họ cũng có thể kinh nghiệm điều đó. Cho nên là tôi khuyến khích tất cả các anh chị em và quý vị, chúng ta có thể giới thiệu chương trình buổi tối hôm nay với người nhà của mình, hoặc là những người bạn, hoặc là những người thân nào đó mà họ đang thật sự cần Chúa. Và tôi tin chắc rằng bất cứ ai thật sự theo dõi chương trình này một cách nghiêm túc, lắng nghe lời Chúa, tin cậy nơi lời của Chúa và thật sự khao khát quyền năng của Chúa chạm đến mình, thì chắc chắn Chúa sẽ thăm viếng đời sống của người đó. Chúa sẽ cứu ai đó, Chúa sẽ giải phóng ai đó và Chúa sẽ chữa lành cho ai đó một cách siêu nhiên. Cho nên anh chị em cứ mạnh dạn. Như vậy thì những cái người mà đã giới thiệu người nhà của mình hay là bạn bè hay bất cứ một đối tượng nào đó đến với chương trình của chúng ta, thì những người đó chúng tôi xem giống như là những cộng tác viên của chúng tôi trong việc rao giảng phúc âm của Chúa, trong việc thực hiện một vụ giải cứu chữa lành. Việc làm của anh chị em thật là đơn giản, nhưng mà nó sẽ đem đến những cái kết quả hết sức khích lệ, thưa anh chị em. Anh chị em sẽ thấy rằng người nhà của anh chị em sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Và nếu như người nhà của anh chị em bệnh tật ốm đau thì họ có cơ hội được chữa lành giống như là bà cụ này vậy. Cảm ơn Chúa rất nhiều vì người chị em của chúng ta đã rất là sốt sắng giới thiệu chương trình này cho mẹ của mình. Và người mẹ này đã kinh nghiệm một phép lạ siêu nhiên. Chúng ta thấy đây là một sự chữa lành ngay lập tức, làm cho người chị em này rất là vui mừng. Và người chị em của chúng ta thì sau đó cũng có liên lạc với chúng tôi và cũng có tâm sự rất là nhiều điều trong cuộc sống và cần chúng tôi giúp đỡ thêm trong những lĩnh vực khác, và đồng thời cũng rất là khao khát muốn đến hội thánh HTS của chúng tôi để cùng thờ phượng Chúa và có thể kinh nghiệm sự vận hành mạnh mẽ của Chúa Thánh Linh, kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh trên đời sống của mình. Chúng tôi sẵn sàng chào đón bất cứ ai khao khát đến với tinh thần thờ phượng Chúa, với tinh thần hiệp nhất cùng nhau phục vụ Chúa. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Trường hợp thứ hai là một người chị em ở trong hội thánh HTS của chúng tôi. Trong tuần lễ vừa qua thì người này đã bị ngộ độc thực phẩm. Và chúng ta biết rằng gần đây thì TV đưa tin về những cái trường hợp ngộ độc thực phẩm rất là nguy hiểm. Có nhiều người đã phải mất mạng vì bị ngộ độc thực phẩm, và có những người mà đã bị bệnh rất là nặng vì ngộ độc thực phẩm. Nói tóm lại thì đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối hiện nay, bởi vì
có quá nhiều thức ăn, nước uống mà chúng ta không thật sự biết rõ nguồn gốc của nó từ đâu, nó có đủ vệ sinh hay không, nó có những cái hóa chất độc hại bên trong hay không, vân vân và vân vân. Cho nên đây là cái thời điểm mà hơn bao giờ hết chúng tôi kêu gọi các cơ đốc nhân hãy sử dụng đức tin của mình. Hãy sử dụng đức tin của mình. Kể cả những người mà gọi là kỹ ăn, kỹ uống nhất thì cũng sẽ không bao giờ có thể chắc chắn 100% rằng mình không bị ngộ độc thực phẩm đâu. Đây là lúc mà chúng ta cần phải đọc lại Mác chương 16, câu 17 và câu 18. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Anh chị em để ý cái câu nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Tôi tin rằng đó là một cái lời hứa rất là tuyệt vời cho chúng ta, đặc biệt là trong bối cảnh mà thức ăn, nước uống trong cái xã hội của chúng ta đang sống đây nó có quá nhiều điều không đảm bảo. Như vậy thì nếu lỡ anh chị em nào đó mà ăn nhầm hay là uống nhầm chất độc thì hãy sử dụng đức tin của mình bằng cách mở miệng ra và nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố lời hứa của Chúa cho đời sống và thân thể của mình, và hãy nhân danh Chúa Jesus Christ công bố trục xuất tất cả những cái độc tố cũng như tất cả những cái triệu chứng của bệnh tật ra khỏi cơ thể của anh chị em, và hãy công bố sự chữa lành. Khi mà chúng tôi nhận được cái tin là người chị em của chúng tôi bị cái tình trạng này thì tất cả các anh chị em trong hội thánh là những người nhận được cái thông tin đó đều cầu nguyện. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính bản thân người chị em của chúng tôi đã ứng dụng lời của Chúa qua cái sự công bố của mình. Tôi đã nhắc nhở người chị em của chúng tôi là hãy nhân danh Chúa Jesus Christ và công bố để khước từ tất cả những cái sự trục trặc ở trong cơ thể của mình và công bố sự chữa lành cho mình. Và trong cái tình trạng rất là yếu, trong tình trạng ngộp thở, khó thở và có những cái triệu chứng khác của những người bị ngộ độc thực phẩm đó, phải nói rằng rất là khó khăn, nhưng mà người chị em của chúng ta đã lấy hết sức của mình để có thể công bố những lời của đức tin, công bố trục xuất những chất độc, công bố trục xuất tất cả những cái triệu chứng của bệnh tật thông qua cái sự ngộ độc thực phẩm đó và công bố sự chữa lành cho chính mình. Và cảm ơn Chúa là Chúa đã chữa lành cho người chị em của chúng tôi một cách rất là mau chóng. Và kết quả là hôm Chủ nhật vừa rồi thì người chị em của chúng tôi đã xuất hiện trước hội thánh với một dáng vẻ rất là khỏe mạnh, rất là vui tươi và làm chứng lại về phép lạ mà Chúa đã làm cho mình thông qua lời công bố bởi đức tin. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi làm chứng những trường hợp này với một thông điệp muốn gửi đến cho tất cả các anh chị em theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng ta hãy sử dụng đức tin của mình một cách triệt để. Một lần nữa tôi nhắc lại, cái thời kỳ mà chúng ta đang sống đây là một thời kỳ đầy dẫy những sự khó khăn và thậm chí có những sự khó khăn đến mức cùng cực. Cho nên chúng ta hãy sử dụng đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa một cách triệt để. Và tôi có thể tuyên bố rằng đây là thời kỳ mà chỉ có những con người nào thật sự có đức tin và biết sử dụng đức tin của mình thì mới có thể sống tốt, sống khỏe, sống bình an, sống vui thỏa. Còn không thì chúng ta không thể nào có một cuộc sống như vậy. Kể cả những người giàu có đi nữa thì cũng không thể sống bình an, sống vui thỏa được. Cho nên để có một cuộc sống khỏe, cuộc sống tốt, sống bình an, sống vui thỏa, sống hạnh phúc thì đây là lúc mà hơn bao giờ hết chúng ta phải sử dụng đức tin mà mình có nơi Chúa. Hãy sử dụng một cách triệt để. Nếu như đức tin của anh chị em còn yếu kém thì anh chị em hãy tiếp thu lời Chúa nhiều hơn nữa. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng đức tin đến bởi vì chúng ta nghe. Và nghe gì? Chúng ta nghe lời của Chúa. Lời của Chúa được rao giảng từ những tôi tớ thật của Chúa, được rao giảng từ những người mà Chúa
sức giàu và sai phái đi để công bố phúc âm của Chúa. Amen chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và tôi ước ao rằng anh chị em đều không lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình. Nhưng bất cứ điều gì mà anh chị em nghe từ lời của Chúa thì anh chị em sẽ tin cậy với tất cả tấm lòng của mình, và anh chị em sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình. Không phải là chờ 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau hay là 10 năm sau mới áp dụng, mà ngay khi chúng ta nghe, chúng ta áp dụng liền, để chúng ta có thể thấy lời Chúa tuyệt vời như thế nào, và chúng ta có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời của chúng ta tốt lành như thế nào. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các nhóm đối tượng khác nhau có những lời cầu nguyện và công bố phù hợp để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho thời giờ mà chúng ta sẽ công bố sự giải cứu và chữa lành một cách tập thể. Trước hết là những bệnh nhân chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình. Một lần nữa, tôi xin thưa với quý vị rằng quý vị rất cần Chúa Giêsu trong cuộc đời. Quý vị cần có mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu. Trước hết là để tâm linh của quý vị được cứu. Cái tâm linh là yếu tố cốt lõi ở trong một con người, là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta có một thân thể khỏe mạnh nhưng mà rồi cuối cùng tâm linh của chúng ta bị hư mất thì điều đó thật đáng tiếc, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta có một tâm linh được cứu rỗi thì đó là một sự đảm bảo đời đời cho chúng ta. Và đồng thời, khi chúng ta có một cái tâm linh được cứu rỗi như vậy thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để sống với một tâm hồn bình an, vui thỏa. Và chúng ta sẽ có cơ hội để sở hữu một thân thể khỏe mạnh. Có thể trước đây, trong quá khứ, khi chúng ta chưa bước vào mối quan hệ với Chúa Giêsu, khi chúng ta chưa thật sự tin Chúa, chúng ta đầy dẫy những bệnh tật ốm đau. Nhưng khi chúng ta bước vào trong mối quan hệ với Ngài, và thậm chí có một mối quan hệ rất gần gũi gắn bó với Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ mỗi ngày được biến đổi một cách kỳ diệu. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an thật, niềm vui thật, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành về tất cả những bệnh tật ốm đau ở trong cơ thể của chúng ta một cách kỳ diệu. Và đồng thời, một ngày nào đó, chúng ta có thể kinh nghiệm rằng Chúa sử dụng chúng ta trở nên một công cụ sắc bén trong tay của Ngài để đem sự giải cứu, sự chữa lành đến cho nhiều người khác. Đó là điều mà chúng tôi đã kinh nghiệm. Và phải nói rằng rất tuyệt vời. Không có lời nào có thể tả hết được. Chúng tôi rất biết ơn Chúa. Hallelujah. Và nếu như quý vị nghe những gì tôi nói từ hồi nãy tới giờ, thấy rằng hợp lý và đã có một tấm lòng sẵn sàng, thì hãy lặp lại theo những lời cầu nguyện mà tôi sẽ hướng dẫn sau đây, từng câu một. Hãy nói với tất cả lòng chân thành của mình. Chúa sẽ lắng nghe và Chúa sẽ nhậm lời. Và Chúa sẽ chấp nhận quý vị làm con cái của Ngài. Chúng ta bắt đầu. Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân cần được tha thứ. Con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đã đến thế gian chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho con. Và Ngài đã sống lại, cầm quyền trên sự sống và sự chết. Ngay bây giờ, con tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và chủ của cuộc đời con mãi mãi. Amen. Nếu như quý vị nào đã lặp lại lời cầu nguyện mà tôi hướng dẫn với tất cả tấm lòng của mình, thì tôi xin chúc mừng quý vị, và từ nay tôi sẽ gọi quý vị là anh chị em. Xin chào mừng anh chị em bước vào đại gia đình của Chúa Giêsu. Hallelujah!
Kế đến tôi sẽ hướng dẫn cho những người đang mang trong lòng sự cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em khước từ tất cả những điều đó và công bố tha thứ cho những ai đã làm tổn thương, đã làm thiệt hại mình. Đây là điều hoàn toàn cần thiết cho anh chị em. Nếu anh chị em lựa chọn khác, thì anh chị em sẽ không có cơ hội được chữa lành hoàn toàn. Bởi vì tất cả những cái điều mà tôi nói lúc nãy, nó là một cái sợi dây trói vô hình đối với cuộc đời của anh chị em. Nó là một cái nhà tù vô hình đối với cuộc đời của anh chị em. Và chỉ khi nào anh chị em xử lý nó, thì anh chị em mới thật sự được tự do. Và khi đó, sự chữa lành siêu nhiên của Chúa sẽ đến một cách dễ dàng và anh chị em có thể giữ được. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Cho nên, ai là người đã sẵn sàng thì hãy lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi. Hãy công bố những lời này một cách mạnh mẽ và xác quyết. Hãy nói trong uy quyền của danh Jesus Christ. Đây là nói với những điều xấu xa, nói với kẻ thù của linh hồn mình và trục xuất tất cả những điều đó ra khỏi chúng ta. Chúng ta bắt đầu. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta khước từ linh cay đắng, linh giận dữ, linh căm ghét, linh thù hận. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta, đi xuống vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta khước từ mọi tư tưởng và cảm xúc cay đắng, giận dữ, căm ghét, thù hận và mọi đồn lũy của các ngươi ở trong ta. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi ta ngay lập tức. Amen. Sau khi công bố những lời trên, thì anh chị em cần làm một điều nữa. Đó là nhân danh Chúa Jesus Christ công bố tha thứ cho từng người một, là những người đã làm cho mình bị tổn thương, đã làm cho mình bị thiệt hại. Và điều đó sẽ đem đến sự tự do hoàn toàn cho anh chị em. Ví dụ như thế này, nhân danh Chúa Jesus Christ, con công bố tha thứ cho Nguyễn Văn A về việc này, cho Trần Thị B về việc kia, cho Võ Văn C về việc nọ. Hãy nói với đức tin và sự vâng phục của mình. Có thể lúc ban đầu thì chúng ta cảm thấy có cái gì đó như là miễn cưỡng, như là gượng gạo. Nhưng anh chị em ơi, một lần nữa tôi nhắc cho anh chị em nhớ rằng người công chính sống bởi đức tin, chứ không phải bởi cảm xúc. Anh chị em cứ tin cậy và vâng lời Chúa, thì quyền năng của Chúa sẽ được khai phóng, và rồi anh chị em sẽ thấy phép lạ đến. Khi chúng ta mở miệng ra nhân danh Chúa Jesus Christ công bố tha thứ cho ai đó, thì quyền năng của sự tha thứ sẽ tuôn đổ vào lòng của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy lòng của mình trở nên mềm mại, tan chảy. Và rồi chúng ta sẽ cảm thấy mình muốn tha thứ. Đó là một cái quy trình thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cứ làm theo cách của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Và cuối cùng, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em công bố những lời mà tôi thường gọi là bản tuyên ngôn của đức tin. Anh chị em hãy công bố với tôi, với tất cả tấm lòng của mình, với tất cả đức tin của mình. Và anh chị em sẽ thấy rằng ma quỷ rất run sợ và chúng nó sẽ tháo chạy trước mặt anh chị em. Hallelujah! Chúng ta bắt đầu. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chính cuộc đời của con. Con tin và con công bố rằng nhờ dòng huyết của Ngài,
mà mọi quyền lực ma quỷ trong con bị bẻ gãy. Mọi sự rủa xả từng đổ xuống trên cuộc đời con bị loại bỏ. Mọi tội lỗi của con được tha. Và mọi bệnh tật trong cơ thể con được chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta trói buộc linh bệnh tật cùng với tất cả những quyền lực của sự tối tăm nào đang áp chế đời sống và thân thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta. Đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Hãy để cho họ được tự do, kinh nghiệm sự chữa lành siêu nhiên của Chúa Giêsu. Amen. Trước hết, tôi sẽ công bố sự chữa lành cho các bệnh nhân COVID-19. Anh chị em nhớ là khi tôi công bố sự chữa lành về bệnh tật nào, thì anh chị em hãy đặt tay lên cái phần thân thể mà mình đang bị bệnh đó và lắng nghe những lời công bố của chúng tôi thật là kỹ lưỡng. Và nếu những lời công bố của chúng tôi cũng là những lời mà anh chị em thật sự muốn công bố, thì anh chị em hãy nói Amen một cách lớn tiếng sau mỗi lời công bố đó. Anh chị em nhớ nhé. Rồi con, trong trường hợp mà không tiện để đặt tay lên một bộ phận nào đó, thì anh chị em có thể không đặt tay. Cái điều quan trọng là đức tin của anh chị em. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh COVID-19 cùng với tất cả những con virus corona ở trong thân thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải khô héo đến tận gốc rễ và biến mất khỏi cơ thể của anh chị em ta cùng với những triệu chứng của các ngươi. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị bệnh zona, hay còn gọi là bị dời leo đó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh zona, chứng bệnh dời leo. Ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt hoàn toàn ở trong cơ thể của anh chị em ta. Chấm dứt ngay lập tức. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những cái mụn nước, những cái sự ngứa ngáy, những cảm giác đau rát ở trên da thịt của anh chị em ta phải tan biến. Tan biến. Những cái mụn nước đó phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến. Tan biến. Tan biến. Tất cả những cảm giác ngứa ngáy, đau rát, khó chịu ở trên da thịt của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị bệnh gút, hay còn gọi là thống phong. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh gút, chứng thống phong. Ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt ngay lập tức. Chấm dứt hoàn toàn ở trong cơ thể của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những cái sự viêm sinh, những cái sự đau nhất ở nơi các khớp chân của anh chị em ta, đặc biệt là sự đau nhất ở nơi ngón cái của anh chị em ta, phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Tất cả những sự viêm sưng, những sự đau nhất, đặc biệt là ở nơi ngón chân cái của anh chị em ta, phải chấm dứt. Chấm dứt. Chấm dứt. Chấm dứt. Chấm dứt. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị rối loạn tiền đình.
nhân danh Chúa Giêsu Christ ta rủa xả chứng rối loạn tiền đình ở trong cơ thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho tất cả những cái triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, ù tai, nhức đầu ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Tất cả những triệu chứng chóng mặt, hoa mắt, choáng váng, ù tai, nhức đầu ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị huyết áp cao. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng bệnh huyết áp cao trong cơ thể anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Huyết áp của anh chị em ta phải bình ổn trở lại ở mức độ quân bình của một người khỏe mạnh vào độ tuổi của họ. Phải có sự chuyển biến ngay bây giờ. Chuyển biến. Chuyển biến. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị rối loạn gen di truyền và dẫn đến cái lưỡi bị to. Vậy thì việc ăn uống rất là khó và dần dà thì cái việc nói sẽ rất là khó. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cái chứng rối loạn gen di truyền ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Những cái sự rối loạn ở trong gen di truyền của anh chị em ta phải chấm dứt. Gen di truyền của anh chị em ta phải được điều chỉnh trở lại theo cách mà làm cho họ khỏe mạnh và phát triển một cách tốt đẹp, bình thường như bao nhiêu con người khỏe mạnh khác. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho lưỡi bị to một cách bất thường của anh chị em ta phải nhỏ lại, trở về đúng kích thước, đúng cấu hình mà Đức Chúa Trời quy định cho một cái lưỡi của một người khỏe mạnh bình thường. Tất cả hãy chuyển biến. Chuyển biến. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị đục thủy tinh thể. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh đục thủy tinh thể. Ta ra lệnh cho thủy tinh thể của anh chị em ta phải trong sáng trở lại. Phải trong sáng trở lại. Phải trở về tình trạng khỏe mạnh như lúc ban đầu. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tình trạng đục thủy tinh thể ở trong mắt của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người có khối u ở trong dạ dày. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những khối u ở trong dạ dày của anh chị em ta. Những khối u đó phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến. Tan biến. Tan biến. Dạ dày của anh chị em ta phải hoạt động bình thường trở lại. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị ung thư máu. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh ung thư máu ở trong cơ thể của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt hoàn toàn ở trong cơ thể của anh chị em ta. Chấm dứt ngay lập tức. Tất cả những mầm mống của ung thư ở trong máu của anh chị em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ. Tất cả những tế bào máu bị ung thư ở trong cơ thể của anh chị em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tái tạo bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người phụ nữ bị ung thư ngực.
thậm chí bị di căn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh ung thư ngực ở trong cơ thể của các chị em ta. Ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt ngay lập tức ở trong cơ thể của các chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả những cái khối u của ung thư ở trong ngực của các chị em ta. Ta ra lệnh cho những khối u đó phải khô héo đến tận gốc rễ và biến mất khỏi ngực của các chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những tế bào ung thư ở trong ngực của các chị em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nếu như có sự di căn của ung thư ở trong cơ thể của các chị em ta, thì ta công bố rằng sự di căn đã phải chấm dứt ngay tức khắc. Và chỗ nào mà ung thư đã di căn đến, thì ngay tại chỗ đó, tất cả những khối u của ung thư bị tiêu diệt, bị loại bỏ. Tất cả những tế bào của ung thư bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Tất cả những sự viêm sưng lở loét, đau nhức, khó chịu ở trong cơ thể của các chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, các chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị ung thư tiền liệt tuyến. Đây là chứng bệnh ở nam giới. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh ung thư tiền liệt tuyến ở trong cơ thể của các anh em ta. Ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt hoàn toàn ở trong cơ thể của họ, chấm dứt ngay lập tức. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho các tế bào ung thư ở trong tiền liệt tuyến của các anh em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ và được thay thế bằng những tế bào mới, là những tế bào khỏe mạnh được tạo ra bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho tất cả những cái mầm mống của ung thư ở trong tiền liệt tuyến của các anh em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho những cái chứng tiểu buốt, tiểu khó, tiểu đêm, đau lưng, đau hông, đau đùi, đau xương chậu ở trong cơ thể của các anh em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, các anh em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị rụng tóc nhiều. Trong đó đa số là những người phụ nữ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng rụng tóc nhiều ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Chấm dứt hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho da đầu của anh chị em ta phải trở nên khỏe mạnh. Từng chân tơ kẻ tóc của anh chị em ta phải trở nên khỏe mạnh. Triệu chứng rụng tóc nhiều không còn nữa. Không còn nữa. Thay vào đó, tóc của anh chị em ta sẽ mọc một cách thật là khỏe, thật là đẹp, thật là chắc. Bởi lằn roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị bệnh cường giáp Basedow, hay là nhiều người nói theo tiếng Việt là Basado gì đó, ha. Tiếng Anh là Basedow. Bệnh cường giáp Basedow. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả chứng bệnh cường giáp Basedow ở trong cơ thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho chứng bệnh này phải chấm dứt hoàn toàn và chấm dứt ngay lập tức ở trong cơ thể của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho cái hiện tượng sụt cân nhanh, rối loạn tinh thần, rối loạn điều hòa thân nhiệt,
rối loạn tiêu hóa ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Nhưng danh Chúa Jesus Christ ra lệnh cho những cái cảm giác thường xuyên hồi hộp ở trong lồng ngực của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Bởi lần roi Chúa Jesus chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị viêm da toàn thân. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta rủa sả chứng bệnh viêm da toàn thân mà anh chị em ta đang mắc phải. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho tất cả những cái sự nhiễm trùng, những sự viêm sưng lở loét ở trên da thịt của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Những vết thương phải lành lặn trở lại. Tất cả những vi trùng, những vi khuẩn nào đang gây nên những sự lở loét nhiễm trùng ở trên da thịt của anh chị em ta phải bị tiêu diệt, bị loại bỏ hoàn toàn. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị viêm họng, viêm phế quản, bị ho. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng viêm họng, viêm phế quản, chứng ho ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Cổ họng và phế quản của anh chị em ta phải xẹp xuống, xẹp xuống, không còn cảm giác đau đớn nữa, không còn cảm giác ngứa rát khó chịu nữa. Tất cả những cơn ho phải chấm dứt hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn. Những đàm giải ở trong hệ thống hô hấp của anh chị em ta phải rút khô và tan biến đi và không được sản sinh ra nữa. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị nang gan. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa sả chứng nang gan ở trong cơ thể của anh chị em ta. Ta ra lệnh cho những cái nang ở trong gan của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến đi. Tan biến đi. Tan biến đi. Không còn gây trở ngại ở trong gan của anh chị em ta nữa. Các cơ năng và chức năng gan của anh chị em ta phải hoạt động bình thường trở lại. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Tiếp theo là những người bị nang thận và suy thận. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng nang thận, suy thận ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt hoàn toàn. Tất cả những cái nang ở trong thận của anh chị em ta phải khô héo đến tận gốc rễ và tan biến đi. Tất cả những sự suy yếu, những cái sự thoái hóa ở trong thận của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Nếu có những sạn sỏi nào ở trong thận của anh chị em ta thì phải vỡ nát và tan biến đi, hoặc là theo đường tiểu mà đi ra ngoài. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị thoái hóa khớp, khô khớp, đau khớp. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta ra lệnh cho chứng thoái hóa khớp, khô khớp, đau khớp ở trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc, chấm dứt hoàn toàn. Tất cả những cái cảm giác khô khốc, đau đớn, nhức nhối ở nơi các khớp xương của anh chị em ta phải chấm dứt ngay tức khắc. Chất nhờn phải được tiết ra ở giữa các khớp xương của anh chị em ta để bôi trơn cho mọi hoạt động của các khớp xương này. Và tình trạng thoái hóa phải chấm dứt ngay tức khắc. Chấm dứt ngay tức khắc. Các khớp xương của anh chị em ta phải được phục hồi trở lại giống như lúc khỏe mạnh. Bởi lần roi Chúa Giêsu chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Kế đến là những người bị mất ngủ kinh niên. Những người này thường là những người có những sự lo lắng, bất an, có những sự sợ hãi, có quá nhiều suy nghĩ miên man, có những cái sự buồn bực, cay đắng, trầm cảm, vân vân. Hãy dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Có điều gì đó cần phải xử lý ở trong sự ăn năn thì hãy ăn năn với Chúa. Và hãy nhân danh Chúa Jesus Christ khước từ đi tất cả những gì liên quan mà tôi đã nói lúc nãy. Khi mà chúng ta có được sự bình an của Chúa đầy dẫy trong lòng của mình rồi,
thì chúng ta sẽ dễ dàng có được giấc ngủ ngon, giấc ngủ bình yên. Như lời Chúa nói rằng, Đức Giê-hô-va ơi, con sẽ nằm và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Ngài có thể làm cho con được ở yên ổn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, ta rủa xả linh lo lắng, linh sợ hãi, ta rủa xả linh buồn bực, linh cay đắng, linh trầm cảm. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhưng danh Chúa Jesus Christ, ta công bố tất cả những cái tư tưởng, những cảm xúc tiêu cực ở trong anh chị em ta phải tan biến, tan biến, tan biến, tan biến. Nhưng danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho não bộ của anh chị em ta phải hoạt động khỏe mạnh trở lại. Các dây thần kinh không còn căng thẳng nữa. Máu và oxy phải được cung cấp đầy đủ trên não bộ của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, ta ra lệnh cho những sự đau đớn nhức nhối trong cơ thể của anh chị em ta phải chấm dứt hoàn toàn. Và khi anh chị em ta đặt lưng, nằm xuống và muốn ngủ, thì giấc ngủ sẽ đến với họ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Và họ sẽ có những giấc ngủ ngon, những giấc ngủ bình yên, những giấc ngủ sâu, để sức khỏe của họ nhanh chóng được phục hồi. Bởi huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá, họ được tự do. Bởi những lằn roi mà Ngài chịu, họ được chữa lành. Amen. Kế đến là những người đang trong tình trạng thường xuyên thủ dâm. Và những người đó đang cảm thấy rất là tội lỗi. Và thậm chí có những người thấy cơ thể của mình càng ngày càng suy kiệt đi. Hãy dừng lại trước khi đã quá muộn. Hãy ăn năn với Chúa. Và hãy nhân danh Chúa Jesus Christ, khước từ linh tà dâm, khước từ linh thủ dâm, khước từ hành động thủ dâm, cùng với những cái tư tưởng hướng về điều đó. Khước từ những cái hình ảnh dâm dục. Khước từ hết. Chính người đó phải làm như vậy, thì mới mong được tự do hoàn toàn. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta rủa xả linh tà dâm, ta rủa xả linh thủ dâm. Ta ra lệnh cho các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, ta ra lệnh cho những cái hình ảnh đồi trụy, những cái hình ảnh dâm dục ô uế ở trong đầu óc của anh chị em ta phải bị xóa sạch, phải bị xóa sạch, phải bị xóa sạch. Tất cả những cái ký ức xấu xa phải bị xóa sạch khỏi đầu óc của anh chị em ta. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, ta ra lệnh cho những cái cảm giác ham muốn thủ dâm ở trong anh chị em ta cũng phải tan biến, tan biến, tan biến, tan biến. Tất cả những cái suy nghĩ hướng tới sự thủ dâm hoặc là những cảm giác gợi sự thủ dâm ở trong anh chị em ta phải tan biến, tan biến, tan biến, tan biến. Bởi huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá, họ được tự do. Bởi những lằn roi mà Ngài chịu, họ được chữa lành. Amen. Và cuối cùng là những người bị bỏ bùa hay là bị ếm bùa đó. Không chỉ là người ngoài, mà tôi đã nghe khá nhiều cơ đốc nhân nói rằng họ bị bỏ bùa, họ bị ếm bùa. Tôi nói thẳng một câu luôn. Cơ đốc nhân nào mà bị ếm bùa hay là bị bỏ bùa đó, và những cái bùa đó nó thật sự có tác dụng ở trong đời sống người đó, thì phải coi lại. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một con người của tôn giáo thôi. Thì ma quỷ nó mới có thể làm được điều đó. Và chúng ta không hề có lẽ thật gì cả. Hãy kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Nhá. Hoặc là cũng có thể chúng ta là một cơ đốc nhân thật. Nhưng mà đời sống của chúng ta quá thiếu cảnh giác. Chúng ta quá sơ hở. Và chúng ta để cho mình ở trong tình trạng phạm tội mà chúng ta chưa chịu ăn năn ngay. Và trong tình huống đó thì những cái bùa ngải nó có thể có tác dụng. Nó có thể có tác dụng. Như vậy thì hãy thành khẩn ăn năn trước mặt Chúa. Hãy khước từ những tội lỗi của mình đi nha. Và trong trường hợp mà có ai đó đăng ký cho người nhà của mình, thì những người đó phải là những người thật sự tin Chúa,
và cộng tác với chúng tôi, nghe những cái sứ điệp chúng tôi gửi đến có liên quan đến vấn đề này, để chúng ta có sự hiểu biết, có đức tin để xử lý vấn đề nha. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả linh bùa ngải, linh tà thuật, linh phù thủy. Ta ra lệnh cho tất cả các ngươi phải cút khỏi anh chị em ta, cút khỏi những con người này, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhưng danh Chúa Giêsu Christ, ta hủy phá những loại bùa ngải, ta hủy phá tất cả những cái tà thuật, những cái phép phù thủy nào mà các ngươi đã thi hành ở trên anh chị em ta, ở trên những con người này. Ta công bố rằng tất cả những thứ đó phải bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Vô hiệu hóa hoàn toàn. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta cũng rủa xả những cái lực lượng ma quỷ nào đã lợi dụng những cái thứ bùa ngải mà người ta sử dụng đó để thâm nhập vào trong đời sống và thân thể của anh chị em ta. Thì tất cả những lực lượng ma quỷ, những lực lượng tối tăm đó phải bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Hãy cút khỏi anh chị em ta, hãy cút khỏi những con người này, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta cũng rủa xả những cái bệnh tật ốm đau nào đã đến trên cơ thể của anh chị em ta thông qua cái con đường tà thuật bùa ngải. Ta rã lệnh cho những bệnh tật đó, những sự đau đớn đó phải chấm dứt hoàn toàn ở trong cơ thể của anh chị em ta, chấm dứt hoàn toàn trong cơ thể của những con người này, bởi huyết Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá. Anh chị em ta được tự do, bởi những lằn roi mà Ngài chịu, anh chị em ta được chữa lành. Amen. Nếu như chúng ta có thể tìm thấy những cái bùa ngải đó và nó nằm ở trong cái khả năng xử lý của chúng ta, thì hãy lấy và nhân danh Chúa Giêsu Christ đốt đi nha. Tuyệt đối không có để bất cứ một cái thứ bùa ngải nào ở trong người của chúng ta, ở trong nhà của chúng ta, hoặc là ở trên xe cộ của chúng ta. Những thứ đó rất là nguy hiểm. Nếu ai không chịu nghe mà cứ ngoan cố giữ những thứ bùa ngải đó, thì cái cuộc đời người đó sẽ tàn lụi theo năm tháng. Không có cách gì để ngóc đầu lên nổi khi mà sử dụng bùa ngải cả. Đó là những công việc rất gớm ghiếc, rất ghê tởm, rất gian ác của ma quỷ. Tất cả đều phải tránh xa hết nha. Như thường lệ, chúng tôi gửi đến cho anh chị em những thông báo cần thiết. Thứ nhất là những anh chị em nào muốn được công bố sự chữa lành và giải cứu ở trong tối thứ tư tuần sau, thì có thể đăng ký từ bây giờ cho đến trước thứ tư tuần sau trong tin nhắn Facebook Phạm Thiên Ân, hoặc đăng lên tường của Facebook Phạm Thiên Ân. Anh chị em đăng ký theo mẫu sau: họ tên thật, năm sinh, thành phố đang cư ngụ, và nêu rõ những bệnh tật hoặc là những triệu chứng bệnh tật ở trong cơ thể của mình. Bệnh nhân nào chưa lành hẳn thì nên nghe đi nghe lại những bài giảng mà chúng tôi đã gửi, đồng thời lên YouTube share video công bố giải cứu chữa lành về xem tiếp. Bệnh nhân đăng ký chương trình ngày nào thì share video ngày đó để xem lại và đặt tay công bố theo cho đến khi được chữa lành, được tự do hoàn toàn. Trong phần mô tả của mỗi video chủ đề này có ghi rõ những loại bệnh hoặc trường hợp cần giải cứu. Các bệnh nhân có thể xem phần mô tả này để chọn video liên quan đến tình trạng bệnh tật của mình. Để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng tôi, anh chị em nên đăng ký kênh, nghĩa là subscribe, và nhấn vào hình cái chuông để mỗi khi mà chúng tôi upload một cái video mới lên đó, thì YouTube sẽ thông báo cho anh chị em. Và anh chị em cần phải có tài khoản Gmail, tức là Gmail đó, thì mới đăng ký được. Kênh của chúng tôi có tên là Phạm Thiên Ân HTS hay là ATS. Và cuối cùng, anh chị em nào muốn xem livestream chương trình thờ phượng của Hội Thánh HTS chúng tôi vào mỗi buổi chiều Chủ nhật
lúc 4 giờ thì hãy vào kết bạn với Facebook của Hội Thánh chúng tôi mang tên là Heal to Save Church. Như vậy thì mỗi khi chúng tôi phát livestream thì Facebook sẽ gửi thông báo cho anh chị em và anh chị em sẽ có thể tham gia chương trình của chúng tôi ngay lúc đó. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.